Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong cái thời điểm tháng 5, tháng 6 và tháng 7 tới đây thì thị trường bán tải phân khúc một cầu mà giá khoảng 700 quay đầu ấy, thì thật sự với anh chị là Forerunner XLS số sàn hay số động thì em cũng quay nhiều rồi. Tuy nhiên thì hôm nay cũng gửi đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe theo đánh giá của em thì nó sẽ được khoảng 70-80% cái nhu cầu sử dụng của anh chị. Với cái nhu cầu sử dụng của Forerunner XLS AT, chúng ta có chai tông phiên bản số tự động một cầu nhá, giá niêm yết 630 triệu, đúng không ạ, rẻ hơn phiên bản của Ford 20 triệu. Có những cái được và có những cái mất thì mình cứ đi lần lượt đi. Đầu tiên thì ngoại thất đi. Cá nhân em đánh giá thì ngoại thất của chai tông so với Forerunner XLS ấy, thì thật sự luôn bản này gần như em cũng không thể chê được quá nhiều về ngoại thất đâu. Chúng ta nhìn nhé, đèn cầu bi led halogen này. Đấy. Bản này thì thật sự luôn là đòi hỏi đèn led hay đèn cầu ấy. Bản thân em chỉ hy vọng nó là một chiếc halogen bình thường thôi. Tuy nhiên chúng ta có luôn những cái công nghệ khá hay ở đây nhé. Xi nhan thì vẫn là đèn halogen rồi. Đấy, chúng ta đầy đủ bóng led này, bóng cầu bi projector này. Pha cốt thì không hẳn 100% là full led. Nhưng mà về mặt ngoại thất ấy, một chiếc xe khoảng 650 đến 700 triệu lăn bánh quay đầu mà ngoại thất tốt đẹp như này ấy, thì quá là ok rồi. Logo mạ chrome nhé, mạ chrome xung quanh này mới là nhựa. Đấy. Chỗ này cũng là chrome này. Thân xe nhiều gập nổi này. Các bác nhìn xem. Đầu xe như vậy là quá ok rồi. Góc thoát của nó thật sự là lớn và chúng ta có một ưu điểm nhé. Cái nó không có nặng nề quá về cái nhựa che chắn ở phía dưới, nên chúng ta có một cái nhìn khách quan là chiếc xe có một cái gầm khá là cao so với mặt bằng chung 210 cm chẳng hạn. Đấy. Về phần thân xe thì xi nhan này, xi nhan báo rẽ này không tích hợp ở trên gương. Tuy nhiên thì gương này ấy, nó lại có một cái điểm vừa hay vừa dở, hay là chúng ta đã được mạ sẵn chrome ở đây. Đấy, nhiều xe hiện nay vẫn là nhựa đen thôi. Tuy nhiên thì cái giờ ở đây chúng ta không có cái xi nhan báo rẽ ở đây. Nếu như làm hai cái lên đây thì tuyệt vời quá. Cầu to, xe thì đã trang bị sẵn luôn bậc lên xuống. Đấy. Và đặc biệt là cái mâm la răng này. Thật sự luôn ấy, một chiếc xe khoảng 700 triệu quay đầu thì không nghĩ luôn là chai tông Mitsu được trang bị tốt như này. Các bác nhớ đến XLT Limited thì mới 799 triệu mới đầy đủ. Đấy, Ranger XL thì thiếu hoàn toàn. XLS thì cái mâm nó không được đẹp, mâm phay không được đẹp như này. Đấy, la răng còn to. Đúng ạ, ngoại thất thì thật sự luôn là chả chê được. Đây, ngoại thất em còn một cái ưu điểm nữa luôn mà XLS không có. Chúng ta được trang bị sẵn một lót thùng theo xe nhá, lót thùng cao su, cái trị giá khoảng 7,7 triệu ở ngoài. Đấy, đèn thì mặc dù là đèn halogen thôi, tuy nhiên thì xe lại được trang bị với một cái ngoại thất ở phía sau khá là đẹp. Chúng ta có đầy đủ bậc lên xuống, bậc cản sau. Đấy, kể cả như là cái hạ cửa này, chúng ta vẫn được mạ chrome sáng bóng luôn, quá đẹp. Chủ yếu là không có thanh trợ lực giống như trên Wattrack hay là Raptor thôi. Và tuy nhiên thì 630 triệu mà được trang bị sẵn luôn cả lót thùng cao su. Đúng ạ. Xe thì tất nhiên là chưa được trang bị cam lùi rồi. Nhưng mà thế này thì em đánh giá là quá ok rồi. Mình vào ngoại thất này. Ngoại thất xong rồi mình vào nội thất này. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome luôn nhé. Bật lên xuống hẳn hoi. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có giá của nó thôi. Và đây là giá của em nó. Chúng ta có một khoang nội thất. Thật sự luôn, nếu mà so với Ranger XLS thì chai tông phiên bản 630 số động này thì thua khá nhiều. Đầu tiên chúng ta có cái vùng, mình gọi là vùng đi, chỉnh điện và hệ thống nút chờ không quá đẹp. Đây, tổng quan nội thất các bác nhìn này, cái vô lăng thì vẫn ok. Tuy nhiên về chất liệu nhựa táp lô và mặt không gian thiết kế thì em đánh giá nó thua XLS rồi, chắc chắn rồi. XLS giờ chúng ta có luôn màn hình 8 inch to đùng ở giữa rồi, không phải chơi đầu đài DVD như này, không có điều hòa cổ cổ của Nhật như này, đúng không ạ? Tẩu thuốc này, cái này lắp sẵn cho xe thôi.
Rồi chúng ta cứ đi từ từ nhé. Vô lăng khá đẹp, to và cầm chắc tay. Chúng ta có luôn cả cruise control này nhé, đàm thoại dành tay, 630 triệu này là ok rồi. Đấy, nhưng mà nhược điểm của nó này, chúng ta có một cái mic thu đàm thoại làm thô ra đúng kiểu xe Nhật, đúng không ạ? Hơi lệch tông một tí so với ngoại thất. Hai đồng hồ hiển thị analog, màn hình đơn CD, đấy, nghe nhạc, nghe đài thôi. Điều hòa cơ không thể tránh được. Đây, số tự động các bác nha. Phanh tay hơi ngắn đúng không ạ, hơi cụt. Cái bệ thì tay với một xe bán tải như này em thấy là nó hơi bé, nói thẳng là nó hơi bé. Tuy nhiên chúng ta có hai khay để cốc này, đó, để đồ. Ghế thì ghế nỉ, XLS thì cũng ghế nỉ thôi, nhưng mà về tổng quan thì nội thất thì XLS sẽ đẹp hơn. Đấy. Gương chiếu hậu không có chống chói tự động, tức là chúng ta chấp nhận lấy một cái ngoại thất và một cái lượng xe sẵn để giao trong cái thời điểm như này. Hàng ghế thứ hai xem nào. Vẫn là ghế nỉ, không có bệ tì tay, không có cổng sạc hay cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Trang bị bộ kích này, lốp dự phòng này, vẫn đuôi xe này nhé, các bác vẫn giật giúp em. Cái giật này thì nó làm thô hơn Ford Ranger khá nhiều. Đấy, kích lốp dự phòng này, xịt này. Đó, 630 triệu giá niêm yết. Hiện nay thì bên em bán đang tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và một gói phụ kiện trị giá 10 triệu theo xe. Quý anh chị thông cảm và giá xe sẽ linh hoạt và chương trình khuyến mại sẽ có thể thay đổi theo từng thời điểm anh chị theo dõi video. Để nhận thêm cái khuyến mại và được tư vấn một cách tốt nhất về sản phẩm, phụ kiện hay giá xe cũ, xe mới, vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng qua hotline đường đính kèm ở trên màn hình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.